Nếu các bạn chưa xem những mục hướng dẫn áp dụng kỹ thuật siêu trí nhớ vào trong môn tiếng Anh như thế nào, thì ngay bây giờ hãy dừng video này lại vào trong phần mô tả của video để chúng ta xem cái mục quan trọng mà thầy đã lưu ý, xem hết những video hướng dẫn bằng kỹ thuật siêu trí nhớ thì sẽ đạt hiệu quả cực kỳ cao. Bắt đầu nào! Vị trí trước đó là chậu cây thủy tinh, môn bóng nước water polo, water polo. Sang vị trí tiếp theo nào. Ngay chỗ vị trí máy tính ở trên bàn. Rồi, đó cái máy tính nha. Cái bàn này bàn cong đúng không? Có cái hình như cái bàn phím nữa kìa. Ok, thì ở đây chúng ta học cái từ vựng đó là nhảy qua. Nhảy qua, trong thể thao á, chúng ta nhảy qua những cái rào cản mình chạy á. Thì tiếng Anh ở đây chúng ta sẽ học đó là clear. Clear. À, đọc cùng thầy lần nữa nha. Nhớ âm ca đầu tiên, ca clear đó. Clear. Clear. Rồi chúng ta nhìn hình nè, chúng ta nhìn hình nè. Ở đây á, chúng ta có cái gì? Có một cái bạn cà. Một cái bạn cà đang tập nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại để chuẩn bị cho một cái cuộc thi thể thao. Vượt chướng ngại vật nhảy qua đó. Thì bạn ấy chuẩn bị nhảy qua cái gì? Nhảy qua cái máy tính nè. Và có một cái clear man, thấy không? Nào, chúng ta có biết tới cái dầu gội đầu clear man đúng không? Clear, clear, clear đó. Đó, và cái bạn cà này nó là gì? Ồ, tôi hay dùng cái clear này để tôi gội đầu lắm, cho nên là tóc tôi rất là mượt, ví dụ vậy nha. Clear, clear man, clear man. Chúng ta sẽ mượn cái ống dầu gội này, clear đó, để chúng ta nhớ tới cái chữ clear dễ hơn. Và cái hành động nhảy qua nhảy lại để chúng ta nhớ nghĩa tiếng Việt là nhảy qua. Rồi, đọc lại lần nữa nha. Clear, 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 clear. Ok, rồi nhảy qua. Sang vị trí ngay chỗ cái khung chậu cây, nguyên cái kệ rất là to. Đó, sát với tường. Khung chậu cây hoặc là kệ cũng được ha. Ở đây chúng ta sẽ học cái từ vựng đó là gồm có hoặc là bao gồm. Bao gồm, gồm có. Rồi, đọc tiếng Anh vài lần cùng thầy nha. Đọc to lên nha. Come. Composed. Composed. Đây là động từ thêm ed, đúng không ạ? Và chúng ta có chữ zd cuối. Composed. Zd. Composed. Composed. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn ở đây chúng ta có gì ạ? Có một cái anh chàng đang bán đồ. Bán gì? Bán dê. Anh chàng này là anh chàng bán dê nha, bán dê nguyên con chứ không phải thịt dê nha, bán về làm thú cưng hay là ví dụ vậy đó. Bán dê nè, thấy con dê màu trắng dễ thương không? Nói túm lại là đang đứng đây bán đó. Nhưng mà anh ấy nói là gì? Ồ, ở đây bán dê đó, gồm có những phần quà như sau. Bao gồm có những cái phần quà, những phần quà bao gồm đó. Anh ấy nói là mua dê đi, tôi sẽ tặng cho một cái phần quà to bự siêu to khổng lồ luôn. Được mà, đó. Vậy thì phần quà bao gồm có cái gì? Gồm có hoặc là bao gồm tính thực. Đó, chén cơm nè, chén cơm, cơm đầy luôn. Cơm này là tôi mới nấu được từ một cái loại gạo là ngon nhất thế giới. Tặng quà cho nó có giá trị. Đó, và đây là trái bầu. Đây là trái bầu hiệu Z, hiệu cái chữ Z. Bầu này được trồng trong nhà vườn, không có sâu thuốc, không có thuốc trừ sâu, phân bón. Đó, rất là tốt luôn. Thấy chưa, món quà này cực kỳ giá trị. Đó, thì mua dê đi. Có một cái gói quà gồm có hoặc là bao gồm cơm nè, bầu nè, có chữ Z và con dê thì chính là cái âm cuối, âm ZD đó. Composed. Cái trái bầu này thì chúng ta nhớ đổi thành bê phở là xong ha. Composed. Z và D cuối, ok. Chúng ta sang bên trái nha, sang vị trí bên trái. Ở đây có cái kệ hộp vuông màu đen, kệ rất là to luôn, cũng to, hộp đen quá trời. Đây, ở đây chúng ta sẽ học một cái từ vựng đó là country, countryman, country, countryman, countryman. Người trong cùng một nước, nói nôm na là đồng bào á. Chúng ta đi ra nước ngoài, chúng ta gặp cái người mà chung nước với mình thì gọi là đồng bào đúng không? Nó na ná như là chúng ta lên thành phố, chúng ta ở tỉnh mà lên thành phố mà gặp cái người ở chung tỉnh với mình thì gọi là đồng hương. Nhưng mà ở đây là chung nước, đi ra nước ngoài gặp người thì gọi là đồng bào. Thì ở đây chúng ta nhìn này nha, chúng ta nhìn cũng cái anh chàng áo vàng lúc nãy đang qua ở đây bán đồ. Bán cái gì? Bán cái cây
và bán quả mận nữa, bán cây tặng mận đi, bán cái cây tặng mận. Đó, nhưng mà có một vị khách bước tới, ô, anh là người Việt à? À, đồng bào, à, tôi cũng là người Việt này. Đó, tôi cũng là người Việt này, nhớ bán rẻ cho tôi nha. Cho tôi địa chỉ với, mốt là gặp nhau uống trà, uống cà phê rồi chơi. Thì ở đây chúng ta sẽ nhớ tới một cuộc hội ngộ giữa hai người chung đất nước với nhau thì gọi là đồng bào. Thế thôi, để chờ chung đất nước. Chúng ta phân tích cái chữ tiếng Anh một chút xíu nè. Country là đất nước. Man là người đó, hay gọi là man. Man tức là người đàn ông. Người đàn ông và đất nước kết hợp với nhau thì gọi là đồng bào. Đó, nhưng mà ở đây là nói chung thôi nha, chứ không phải là chỉ những người đàn ông nha. Đó, thì bây giờ chúng ta nhìn mã hóa, chúng ta nhớ tiếng Anh nè. Ở đây có cái kênh, cái anh chàng áo vàng bán đồ thì phải kênh, có cái kênh cái gì, cái cây, thấy cái chậu cây không, thì ra cái anh chàng áo xanh kia đi mua chậu cây đó, mua cây mà tính bằng ký, đem cân lên cân cái chậu cây. Mà cái cây tiếng Anh mình đọc là gì? Tree, đúng không ạ? Và cái cây này chúng ta hãy để ý là nó có ba cái chòm, ba cái nhánh lớn, đúng không? 1 2 3, 1 2 3, thì nó có cái âm nó na ná như là tree của cây. Đó, và tặng thêm cái chùm mận nữa, quả mận, mận miền Nam, quả roi đó là mận nha. Thì chúng ta gộp lại thành cái phát âm tiếng Anh là gì? Countryman, người trong một nước hoặc là đồng bào. Vị trí tiếp theo đó là cái máy, một cái máy. Rồi, thầy ghi ở đây là máy hóa đơn nha, không biết là máy gì. Thôi kệ, nói là cái máy nó in phiếu ra, chuyển tiền hay là ví dụ vậy. Đó, cái máy ha, nó sát ngay cho cái đường đi lên, ngay cho cái khu bàn đó. Rồi, từ vựng ở đây chúng ta học đó là sự thỏa thuận. Deal. Tiếng Anh nè, đọc cùng thầy nha. Deal. Giống như deal á. Deal. Chúng ta nhìn này, chúng ta nhìn hình. Ok, ở đây á, cũng là cái anh chàng áo vàng lúc nãy, mới bán đồ xong, ông cụ mới mua đồ, chuẩn bị mua đồ, chuẩn bị rút tiền, nhưng mà đang trả giá. Thì hai người này đang có một cái sự thỏa thuận giá với nhau, được chưa? Thỏa thuận chưa? Ví dụ như thỏa thuận rồi, thôi thì anh bán cho tôi ba cái cây giá rẻ gấp đôi đi, đó, thỏa thuận vậy nha. Thì hai người đã có một cái sự thỏa thuận, đồng ý rồi, cho nên là ông cụ này đi qua đi lại, suy nghĩ xem còn sai sót gì không. Đang đi qua đi lại, vừa đi vừa che cái ô, mới từ ngoài nắng vô vẫn còn che cái ô, được không? Đó, sự thỏa thuận là như vậy nha. Vậy thì chúng ta nhớ tình huống ở đây là hai người đã có sự thỏa thuận rồi. Sự thỏa thuận, danh từ. Còn tiếng Anh là cái ông cụ này vừa đi qua đi lại và che cái ô là D-O-D-O. Và chúng ta đọc nhẹ lại thành tiếng Anh là deal. L cuối ha. Deal. Sự thỏa thuận là như vậy. Sang vị trí tiếp theo, ngay chỗ cái chân ghế, cái bàn tròn rất là to ngay chỗ chân ghế nha. Đó, ngay chỗ chân ghế có mấy cái chân ghế luôn, ngay cái gốc của cái lan can luôn á, ngay gốc lan can sát chân ghế luôn. Ở đây chúng ta học cái từ vựng đó là bảo vệ cái gì đó ha, bảo vệ. Rồi, đọc tiếng Anh cùng thầy nào. Defend. Âm D cuối nha. Defend. Chúng ta nhìn hình nào, ở đây chúng ta thấy cái gì? Có một cái đĩa. Ở trên cái đĩa có đường phèn. Chúng ta biết đường phèn không? Không phải là đường cát nha. Đường cát là những cái hạt nhỏ như hạt cát. Đường phèn là những cái tảng đường to, nó giống như cục phèn vậy đó, nhưng mà nó ngọt thì gọi là đường phèn, được chưa? Và con dê nó đang ở đây để nó bảo vệ cái đường phèn này, hình như ông chủ nhờ nó bảo vệ, đừng có cho ăn trộm tới, đừng có cho ai đó tới lấy đi. Nói chung là bạn dê đang bảo vệ, nó đang nhìn thật là kỹ xem có mất cục nào không, bảo vệ nha. Cứ nhắc tới bảo vệ cái gì đó thì chúng ta lại nhớ tới vị trí ngay chỗ cái gốc lan can này có người đang bán đường phèn và nhờ bạn dê bảo vệ, thế thôi. Rồi, tiếng Việt xong. Bây giờ tiếng Anh nhìn cái hình là nhớ ngay nè. Cái đĩa, đĩa là cái đĩa, phèn, đường phèn là đĩa phèn, defend, và dê chính là âm đề cuối, xong, defend, là như vậy nha, bảo vệ ha.
Tiếng Anh dễ nhớ, học dễ dàng nhớ, nhớ dễ dàng dùng. Ngay chỗ vị trí cái máy tính, ngay chỗ ở trên bàn, cái góc bàn đó. Ở đây bạn Cà đang tập nhảy qua, nhảy lại, nhảy qua, nhảy lại, nhảy qua. Để làm gì? Để chuẩn bị cho cuộc thi vượt chướng ngại vật, nhảy qua. Còn tiếng Anh là clear. Clear nhớ âm ca ca, cà cà, quả cà, trái cà này nha. Đó, và thầy mượn cái ống mà dầu gội là clear man á, để chúng ta nhớ cái chữ này dễ hơn. Clear, clear. Còn ở chỗ khung chậu cây thì nhớ tới cái anh bán dê. Ngay chỗ cái khung chậu cây, cái kệ to đùng sát vào tường này thì là bán dê nha, bán dê. Nhưng mà có một cái quà tặng rất là to, gồm có, bao gồm quà tặng, gồm có quà tặng. Có cái gì? Có chén cơm nè, gạo ngon nhất thế giới luôn á. Có trái bầu nè, nấu từ organic rất là mập ú luôn. Và cái bầu này được in hình chữ Z, được đóng dấu chữ Z vào rất là tốt luôn. Ví dụ vậy. Và cuối cùng đó là bán dê mà có con dê. Vậy thì cơm và bầu thì là compo, và chữ Z với D con dê là ZD đó ha, composed, gồm có, bao gồm. Kệ hộp vuông màu đen thì lại nhớ tới là đồng bào, hai người chung một đất nước gặp nhau ở một nơi xa lạ thì gọi đồng bào ha. Cái anh chàng này đang bán cái cây, trên cái cân là country, cái cây á, tiếng Anh là tree, country, và tặng cho những cái quả mận Việt Nam, mận, countryman, người trong cùng một nước, đồng bào. Còn ngay chỗ cái máy hóa đơn thì nhớ tới là ông cụ với cái anh chàng áo vàng này đã có sự thỏa thuận giá cả ok rồi, thì ông ấy đang suy nghĩ thêm và chuẩn bị rút tiền để mà trả tiền mua hàng. Thế thôi, sự thỏa thuận, đang đi qua đi lại chơi ô là deal. Và ngay chỗ cái góc lan can sát cái chân bàn, chân ghế thì chúng ta lại nhớ tới bạn dê đang bảo vệ đây. Tiếng Việt là bảo vệ. Còn tiếng Anh là cái đĩa đựng phèn là defend, con dê là đê cuối, defend. Trước khi học video tiếp theo, các bạn hãy đứng lên, rồi sau đó là nhắm mắt lại và ôn lại theo chiều xuôi, chiều ngược tất cả từ vựng tiếng Anh trong video này. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta hãy sang video tiếp theo. Nhớ nha, nghe lời thầy.